Mọi người đang nghe chuyện tại kênh youtube Top Chuyện Hot Nhắc lại chương trước Lâm Ngữ Kinh đã chuyển đến trường trung học bát trung từ học kỳ này Ngày đầu tiên nhập học thật trung hợp Cô lại gặp thẩm quyền Anh là lão đại ở đây không ai dám ngồi cùng vậy Là cô trở thành bạn cùng bàn của anh Thầy Lưu sau khi ra nhiệm vụ bạn cùng bạn nhìn nhau một phút Còn đưa ra yêu cầu phát biểu ấn tượng về bạn cùng bàn lâm ngữ kinh là người đầu tiên bị gọi lên phát biểu lâm ngữ kinh nhớ lại lần đầu gặp thẩm quyện là ở tiệm xăm thế quái nào cô chỉ nhớ cái mông anh ta chứ hết 3 phút chuẩn bị rồi hoan nghênh bạn học lâm ngữ kinh nào cô vẫn cố liếc sang thẩm quyện xem có đặc điểm gì để nói anh thấy cô liếc sang còn vỗ tay cổ vũ nữa chứ Cô cảm giác các bạn học bên dưới đang nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Kiểu như cô mà nói không đúng lúc xuống thẩm quyện sẽ chém cô vậy đó. Lâm ngữ kinh lấy hơi bắt đầu nói. Bạn cùng bàn của tôi là một học sinh chăm học. Trước ngày khai giảng còn thức đêm làm bài tập. Dẫn đến việc đi học muộn còn bị cảm nữa. Đặc biệt đến trường lại quên đem bài tập theo. Nghe cô nói vậy đám học sinh bên dưới liền câm nín. Đúng lúc này có người tìm thầy Lưu. Bạn Lâm Ngữ Kinh nói tốt lắm các bạn khác tiếp tục lên nói nhé. Thầy sẽ quay lại ngay. Lâm Ngữ Kinh nói xong tự về chỗ cậu bạn kính cận còn đưa tay khen ngợi cô dũng cảm. Lâm Ngữ Kinh liếc qua thẩm quyện nhưng anh vẫn bình thản không phản ứng gì lạ. Thầy Lưu đã quay lại liền hỏi. Tiếp theo đến bạn nào rồi? Cả lớp hướng mắt về phía thẩm quyện nhưng anh nói dối không chớp mắt. Em vừa phát biểu rồi đồng thời liếc cậu bạn kính cận bàn dưới cậu ta tự giác bật dậy thưa thầy tới lượt em ạ à. hết tiết học thầy lưu dặn lâm ngữ kinh nhớ đi lấy đồng phục còn bảo cậu bạn kính cận dẫn đường cho cô cảm ơn thầy lưu lý lâm em mau dẫn đường cho bạn lâm đi vâng thầy cứ để em nói xong thì lý lâm dẫn đường đưa cô đi nhận đồng phục vừa đi cậu ra nhiệt tình giới thiệu về trường bát chung cho cô chúng ta vừa đi qua căng tin Đồ ăn ở hứa không tệ, đi qua sân bóng có vài nam sinh thấy cô liền nói. Em gái này trông xinh thật đấy, đâu cơ, bên ngoài sân bóng kìa. Lý Lâm nghe xì xào quay ra nhìn phát hiện, ôi bạn học mới, bạn cùng bàn của cậu kia. Lâm ngữ kinh nghe vậy quay lại nhìn. Thấy thẩm quyện cũng chơi bóng trong sân, lúc này đang ngồi nghỉ ngơi uống nước. Thẩm quyện lúc này cũng nhìn ra ngoài sân thấy Lâm ngữ kinh cô vội nhìn đi chỗ khác tiếp tục cùng Lý Lâm đi nhận đồng phục. Đi thôi, tòa nhà nghệ thuật còn xa nữa không? Này bạn học mới cậu thật can đảm, cậu có biết cậu ngồi cùng bàn với ai không? Lâm ngữ kinh đáp thẩm quyện. vậy cậu có biết thẩm quyện là ai không? Lâm ngữ kinh thật thà đáp không biết, là nam thần hả? Lý Lâm, lúc này nói tiếp, mấy người chơi bóng kia lớp 12 lúc trước học cùng thẩm quyện đó. Lâm ngữ kinh thắc mắc lúc trước là sao? Đáng lẽ thẩm quyện giờ học lớp 12 rồi Nhưng hồi lớp 11 anh ta xém chút nữa là đánh chết bạn cùng bàn rồi đó Thẩm quyện khi đó rất đáng sợ Cậu bạn kia cả người toàn là máu được khiêng ra ngoài Tại sao vậy? Tôi không biết Nhưng sau đó anh ta cũng nghỉ học Tôi tưởng là bị đuổi hoặc truyền trường rồi chứ Ai ngờ anh ta chỉ bị đình chỉ một năm Kỳ này đã quay trở lại Lại còn chung lớp với tôi Mà tôi còn nói xấu anh ta bị anh ta nghe thấy nữa bạn học mới à cậu nghĩ liệu tôi có sống qua được tết đoan ngọ không tháng năm mới là tết đoan ngọ ồ vậy sao lý lâm vội đổi chủ đề nào để tôi giới thiệu ký túc xá cho cậu học sinh có thể ở nội chú chỉ cần nộp đơn có chữ ký người nhà còn ai nhà gần thì có thể về lâm ngữ kinh nghe có thể ở nội chú liền hứng thú cô nghĩ cô có thể ở lại ký túc xá dù sao cô cũng không thích ở nhà của mẹ kế về phần đám nam sinh chơi bóng rổ vẫn không quên bàn tán nhan sắc của đám nữ sinh. Này quyện gia cậu có thấy em gái lúc nãy đi ngang qua không? Có vẻ ngoài đầy khí chất, không biết cô em đó lớp 10 hay 11 nhỉ? Thẩm quyện lạnh lùng đáp khối 11, là học sinh truyền trường. Ồ học sinh truyền trường ư, bảo sao nhìn lạ vậy? Này tin tức của cậu cũng nhanh thật đấy, vừa khai giảng đã biết lai lịch em gái xinh đẹp rồi vậy cậu biết em gái đó học lớp nào không biết lớp tôi ngồi cùng bàn là bạn cùng bàn của cậu ư ừ, ừ ôi đệt cậu may mắn thật đó nhìn cặp chân của cô em đó xem nghe vậy thẩm quyện lập tức thay đổi thái độ lạnh lùng nhìn cậu ta cảnh cáo hồ tùng nam hả thẩm quyện giơ chân đạp cho cậu ta một cú đau điếng quyện ra tự nhiên cậu sao vậy thẩm quyện cảnh cáo nói đó là bạn cùng bàn của tôi không phải bạn cùng bàn của cậu tôi đến lâm ngữ kinh gọi điện cho bố nói về việc cô muốn ở ký túc xá của trường cô chưa ở bao giờ nên muốn thử xem nhưng bố cô lập tức phản đối cái gì con không muốn ở nhà đến thế sao dì mai đối xử không tốt với con ư con xem mẹ con đã quan tâm con được như dì mai chưa con nói ở ký túc xá tự do hơn nếu để dì mai nghe được sẽ nghĩ như thế nào hả cô liền đáp mấy người ở rể bám vợ như bố đều nhạy cảm vậy à mày nói gì hả cô lập tức tắt máy